Nhận định bóng đá Tottenham với Liverpool, 3 giờ ngày 29 tháng 1, vòng 20 Premier League, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa hai ông lớn ngoại hạng Anh là Tottenham với Liverpool. Nhận định Tottenham với Liverpool là trận cầu đầy kịch tính. Với đà thăng hoa thời gian gần đây, thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho đủ sức giành chiến thắng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chật vật mà không thể ghi bàn, Tottenham suýt chút nữa đã bị đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là Huy con bé loại khỏi FA Cup. Tuy nhiên sau đó Gareth Bale, Harry Wing và Tanguy Ndombele lần lượt lập công, giúp Spurs lật ngược thế trận. Đây là trận thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất của thầy trò huấn luyện viên Mourinho trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, phong độ ở ngoại hạng Anh của họ lại khá tệ hại. Trong 7 trận gần nhất, Spurs chỉ thắng 2 trận và hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 4 là Liverpool 1 điểm. Gà trống sẽ rất cần điểm trước các nhà DKVD để tiếp tục nuôi hy vọng mang về danh hiệu cao nhất nước Anh lần đầu tiên. Tuy nhiên điều này sẽ không dễ dàng khi ở 5 lần chạm trán gần nhất, Tottenham toàn thua trước đoàn quân của Jurgen Klopp. Liverpool là đội bóng duy nhất trong 13 cái tên dẫn đầu chưa thắng lần nào sau 5 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh. Họ đánh mất vị trí số 1 khi gặp khủng hoảng vì chấn thương và cơn hạn hán bàn thắng kéo dài. Thật khó tưởng tượng ra bộ ba hàng công đáng gồm Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino lại đang phải vật lộn để ghi bàn. Liverpool cũng vừa dừng bước ở FA Cup sau thất bại 2-3 trước Man United. Vì vậy ngay lúc này họ cần tập trung hơn vào mục tiêu ngoại hạng Anh nếu không muốn bị tụt lại trong cuộc đua vô địch. Thầy trò Klopp đang xếp thứ 4 với 34 điểm, kém đội đầu bảng là Man City 7 điểm bởi The Citizen vừa đả bại West Brom trong trận đấu diễn ra đêm ngày 27 tháng 1. Soi kèo và nhận định Tottenham với Liverpool, theo những phân tích ở trên đang cho thấy Tottenham vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và phong độ ổn định thời gian gần đây. Một trận đấu quan trọng với cả hai đội khi đôi bên đều muốn giành 3 điểm, cho nên thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra ở mức trung bình khá. Những trận đấu gần đây giữa hai đội thường có ít bàn thắng được ghi, vậy nên trận đấu tới nhà cái đánh giá nhiều khả năng sẽ chỉ có tỷ số tối thiểu nghiêng về Spurs. Dự đoán Tottenham với Liverpool 1-0.